À, thực ra thì à, bà. À, bà. Dạ, okay, à, những cái, cái ý nghĩa của cái chương trình này thì có lẽ là đã được giáo sư tường và tiến sĩ lượng nói rất nhiều rồi thực ra thì tôi cũng xin kể lại câu chuyện như thế này thực ra với chúng tôi thì là người làm chuyên môn về cây mèo hồi sức phải nói là cái, cái ấn tượng đầu tiên khi mà tôi đến thăm bệnh viện Toho của giáo sư Ochiere Đấy là gì? Đấy là cái hệ thống mà quản lý công nghệ thông tin của người ta nó nó quá thuận tiện. Quá thuận tiện. Thuận tiện đến nỗi mà lúc đó tôi cũng cũng là trưởng khoa thì tôi nghĩ bằng là đúng là không phải chỉ là một ông trưởng khoa đâu, một ông giám đốc hay là kể cả bộ y tế. Thật ra nếu có cái sự giúp đỡ của các cái công nghệ này, chúng ta có thể hiểu được các cái công việc của mình, hiểu được kể cả người bệnh của mình và hệ cả cái hệ thống của mình một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng cũng chính vì thế cho nên là tôi cũng cứ ngồi tôi cứ ước mong tôi bảo là thực ra nếu như mà có như thế này thì quả thật là với chúng tôi là những người làm chuyên môn ấy những cái công việc mà để có thể nắm được bệnh nhân và có thể đảm bảo cái tính an toàn cho người bệnh cực kỳ dễ dàng luôn cực kỳ dễ dàng luôn bởi vì chúng ta có thể hiểu được người bệnh một cách chính xác, nhanh chóng và rất thuận tiện để anh có thể hiểu được là công việc mà đang được tiến hành cho người bệnh ấy, kể cả những cái cấp cứu có được tốt hay không. Đấy là một cái ý nghĩa rất là quan trọng và to lớn và cái này nó cũng lại trùng với lại cái ý mà anh tưởng vừa mới nói là để làm sao cải tiến cái vấn đề quản lý khám chữa bệnh cho người bệnh. Một cái ý thứ hai mà chúng tôi cũng thấy đấy là quả thật là nếu như muốn an toàn, muốn tránh được các cái tai biến biến chứng thì phải có sự giúp kinh nghiệm, phải có các cái thống kê một cách chính xác về các cái công việc của mình. Thì có lẽ hiện nay ở Việt Nam chúng ta cũng đang làm đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cái khả năng chính xác, cái khả năng mà nhanh chóng kịp thời của nó chắc là khó, chắc là khó. Bởi vì là chúng ta không có bằng chứng, không có đủ bằng chứng. Bởi thế cho nên tôi rất là mong muốn là có thể có được những cái số liệu một cách chính xác nhanh chóng để chúng ta có thể rút kinh nghiệm và đảm bảo là nó sẽ giúp cho cái tính an toàn của công việc cao hơn rất nhiều. Một cái ý thứ ba nữa là về vấn đề giảng dạy. và các anh tưởng là bây giờ cứ đi giảng sinh viên nhiều khi mình giảng chay, giảng chay không có một cái bằng chứng nào cả. Thế thì người học sinh người ta cứ ngồi nghe nhiều khi kiến thức đầu tiên đã chưa có rồi. Bây giờ lại còn phải tưởng tượng, phải nói thực sự rất khó. Nhưng mà với những cái hệ thống mà quản lý kiểu này, phải nói chỉ cần mình chỉ ra một cái thôi, cái người học sinh có thể hiểu ngay lập tức, hiểu ngay lập tức. Mà tí nữa tôi sẽ trình bày thêm về cái ý nghĩa của nó, đặc biệt với ngành gây mê hồi sức. Bởi vì gây mê hồi sức của chúng tôi, các cái thuốc nó vào như thế nào, đi đến đâu, tác động như thế nào, cực kỳ quan trọng. Và cái điều này thì có lẽ chúng ta đều nghe rồi, đúng không ở Việt Nam bây giờ không thiếu những thông tin về các cái tai biến của gây mê hồi sức. Ngày hôm qua thì trên mạng có một cái cái cái, cái thông tin là có một cái bà ở bệnh viện trợ giấy bà ấy bảo là bổ sống cho mày ta, đúng không? ạ? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta dựa vào đâu để kết luận? Không có đâu ạ, à. không có thông tin một cách chính xác được. Bởi thế cho nên là những cái này nó sẽ cập nhật các cái thông tin ấy một cách rất chính xác, kể cả độ mê của bệnh nhân, độ giảm 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 đau, độ giãn cơ và chính vì thế cho nên là tôi rất mong muốn cái điều đấy và tôi nói chuyện với giáo sư oche giáo sư oche bảo là uh, cái này phải nói thực sự là khó đây khó là bởi vì sao nó liên quan công nghệ liên quan đến chuyển giao công nghệ và liên quan đến bản quyền những cái vấn đề mà rất khó giải quyết bởi vì là cái hệ thống này của neon conden thì rất phát triển nhưng người ta chỉ dành cho người nhật thôi người ta chưa xuất bản chưa, chưa xuất ra nước ngoài bao giờ cả thế nhưng mà tôi thì tôi cứ năn đi tôi bảo là thôi bây giờ kiểu gì cũng thế chúng tôi thì đang đi học thì thôi bây giờ có khi là coi như các ông coi như là thầy giáo đi giảng dạy học sinh thì phải có cái bằng chứng thì 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 đề nghị là ông giúp thế ông chú e thì ông bảo là ông sẵn sàng giúp nhưng mà uh, phụ thuộc bản quyền là của Nyon Con đen thế chúng tôi lại đến gặp Nyon Con đen và chúng tôi lại nói chuyện chúng tôi cũng nói như thế nói rất là 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 chân thành thôi là chúng tôi rất đang rất cần nó thế cũng rất may là ban lãnh đạo của công ty Neon conden đã rất nhanh chóng là đồng ý và phải nói thực sự là chúng tôi cũng rất phấn khởi về báo cáo với anh tường là đấy tình hình như thế và có thể triển khai được nhưng mà phải nói thực sự là triển khai những cái công nghệ này không dễ dàng tí nào và như vậy chúng tôi mất gần một năm trời rồi mới chuyển được cái hệ thống đấy từ cái tiếng nhật sang tiếng anh xong lại từ tiếng anh sang tiếng việt phải nói là rất công phu rất công phu và như vậy thì hiện nay cái hệ thống này của chúng tôi là đã bắt đầu, bắt đầu có thể gọi là hình thành bằng cái tiếng Việt của chúng ta. Đấy thì tôi sẽ xin trình bày tóm tắt về cái ý nghĩa của nó. Thứ nhất là chắc chắn là với cái hệ thống này thì những cái vấn đề mà liên quan đến lưu trữ xử lý thông tin về gây mều sức sẽ cực kỳ dễ dàng, nhanh chóng. Thứ hai là áp dụng các cái hiểu biết mới về dược động học, về dược lực học của các thuốc và ứng với lại các cái thì gây hồi sức là sẽ dễ dàng hơn và cái thứ ba là giúp cho công tác nghiên cứu khoa học giảng dạy và như hôm nay giáo sư tường có nói là đặc biệt là liên quan đến vấn đề quản lý quản lý cái này thì vì uh, uh, có lẽ nó sẽ phải đòi hỏi cái sự phát triển về sau thành ra là chúng tôi cũng cũng uh, xin uh, bắt đầu trình bày như thế thôi đây là một cái thí dụ bây giờ hiện nay cái bảng gây mê hồi sức này của chúng ta là toàn các bác sĩ tự làm đấy tự làm lấy tự viết lấy. Thế thì đây là cái bảng mà của bệnh viện Bạch Mai hay là Việt Đức đều sử dụng thì nó cũng đã có những cái thông tin khá là cơ bản. Tuy nhiên là rất nhiều bệnh viện ở các cái tuyến địa phương hiện nay vẫn còn dùng cái bảng mà không có cái này đâu ạ, à. nó chỉ có cái bảng mà cũ, chỉ có một trang A4 rất đơn giản, không có thông tin gì hết, chỉ có mỗi mạch huyết áp và cho thuốc. Đấy, thế thì nếu như mà dựa trên cái thông tin như thế này thì phải nói thực sự là các bác sĩ gây mê hồi sức rất vất vả. Mỗi cái thông tin này là đều phải viết cả và phải điền vào đây. Và thực tế rằng là rất nhiều khi không điền kịp, không kịp đâu ạ. À. Thí dụ huyết áp nó tụt từ lâu rồi nhưng mà chưa chắc đã điền vào đây. Đúng không ạ? Đấy các bác sĩ gây mê hồi sức ngồi thấy gật lia lịa luôn. Bởi vì thực tế nó như thế thôi. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta làm sao kịp được? Không biết. Đúng không ạ? Thế đến khi về sau này mới tra cứu lại rồi vẽ vào đấy. Chứ làm sao mà kịp? Đúng không ạ? thuốc cũng thế nhiều khi cho nhưng mà chưa kịp ghi thế rồi có khi quên đại khái như vậy thế hay là khi tổng hợp lại thì cũng cũng là những cái khó khăn còn đặc biệt cái phần mà mà cái thông tin chung của bệnh nhân kìa là, là thích thì ghi và ghi như thế nào đấy là do cái người mà ghi thôi chứ còn nó không có một cái hệ thống thống nhất trong bệnh viện bởi thế cho nên là dựa trên cái phần này thì rất nhiều trường hợp là viết không đúng viết sai và Tạo ra một cái khối lượng công việc rất là lớn cho người làm gây mê hồi sức. Và nhiều khi viết xong rồi không thể biết nó là thông tin gì cả. Không đọc được. Và đặc biệt là khó lưu trữ và sử dụng. Như lúc nãy uh, giáo sư Tường đã nói. Cái kho mà lưu trữ này có khi vào bới được cái cái hồ sơ này ra rất khó. Rất khó. Vậy thế cho nên là chúng tôi mới thấy rằng là nếu như mà chúng ta có thể giải quyết được nó. Thì những cái này nó có thể giúp gì? Giúp gì cho chúng ta? Thứ nhất là nó sẽ giảm những cái lỗi ấy. Thí dụ do kết nối tự động rồi, cái hệ thống này là cái hệ thống nó kết nối thông tin tự động thì các cái thông tin nó sẽ vào một cách tự động và không cần phải ghi chép gì cả. Rất nhiều thông tin tí nữa thì rất nhiều các cái chuyên gia sẽ sẽ nói chúng ta. Thứ hai là nó tích hợp các cái dấu hiệu ấy một cách rất hiệu quả. Thí dụ đúng cái thì nào anh làm gì tự nhiên trong đấy là nó nó đã tích hợp cho anh rồi và anh không cần phải ghi chép nhiều mà nhưng mà nó đã có sẵn và nó cải thiện cái giao tiếp giữa người bác sĩ với hồ sơ bệnh án với phẫu thuật viên và với các điều dưỡng phải nói là rất là dễ dàng và và sẽ có nhiều các cái lợi ích khác nữa đặc biệt là về vấn đề quản lý đặc biệt là về vấn đề quản lý và chính vì thế cho nên là việc mà chúng ta quyết định để mà mà ra các cái quyết định điều trị nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đặc biệt là cái vấn đề mà dựa trên các cái hiệu các cái cái dược lực học dược động học thì chúng ta sẽ hiểu được người bệnh rõ ràng hơn cái này chúng tôi có thể uh, tí nữa thì sẽ trình bày kỹ hơn và phải nói là có cái hệ thống này thì chúng ta mới chuẩn hóa được mới chuẩn hóa được và cái hồ sơ giấy tờ của chúng ta nó mới đi vào một cái hệ thống thống nhất về hệ thống thống nhất và chính vì thế trên vậy thì làm như thế nào thực ra toàn bộ những cái hệ thống máy móc theo dõi này. Hiện nay về mặt công nghệ là người ta đều có thể kết nối với nhau được. Người ta đều có thể kết nối với nhau được. Và người ta kết nối với hệ thống theo dõi trung tâm thì chúng ta có thể có được toàn bộ các cái số liệu đấy biểu hiện ở trên máy hết. Đấy, phần hành chính là tự động, cái này cập nhật bởi vì bệnh viện đã có sẵn rồi thì không cần phải vào gì cả, anh chỉ cần vào mã của bệnh nhân là lập tức toàn bộ cái hệ thống này nó sẽ lên cái hệ thống mà các cái thuốc thì bác sĩ gây mê sẽ phải đưa thêm nhưng mà chỉ cần bấm nút thôi là tự động tất cả các thuốc. còn toàn bộ cái hệ thống mà theo dõi các cái chức năng sống của bệnh nhân là nó tự động cập nhật rất là dễ dàng rất là dễ dàng và rất kịp thời và sau đấy tất cả những cái bi lăng rồi các cái thuốc và đến khi mà tổng hợp thuốc nó tự động nó vào và đây là cái hình mẫu mà phải nói tôi thấy là ở Nhật người ta làm việc một cách rất là nhuần nhuyễn và nó sẽ giúp cho chúng ta toàn bộ các hệ thống mà chúng ta có thể hiểu được. Công ty Neon Conden thì đã có rất kinh nghiệm về vấn đề này rồi. Tí nữa có thể là các công ty sẽ nói thêm. Nhưng mà cho đến thời đại hiện nay thì thu thập tất cả các dữ liệu thông tin này là hoàn toàn họ có thể làm được. Và các cái thông tin ấy có thể đưa sang để hỗ trợ các dịch vụ y tế. Như là anh tưởng nói là về kể cả chăm sóc sức khỏe ban đầu, kể cả điều trị và kể cả những cái vấn đề mà có thể liên quan đến quản lý của cả nước. Bởi thế cho nên là chúng tôi đã dựa vào công ty để mà chúng ta có thể có được cái phần mềm này. Và rất may, rất chân thành cảm ơn công ty cũng như là giáo sư OCE đã giúp cho chúng tôi để chúng tôi có được cái, cái bản quyền để mà đưa cái phần mềm ấy về Việt Nam. Và cái, cái phần mềm ấy phải nói là đã được đưa vào và được chuyển sang dịch thuật và dịch một cách chính xác đấy chúng tôi mất rất nhiều công để sửa đi sửa lại kể cả những cái những cái từ ngữ ở trong đấy nó phải Việt Nam hóa và nó lại phải phù hợp với lại cái điều kiện của ta, đặc biệt là chỉ cần phù hợp với của bệnh phổi bệnh viện phổi Trung ương là đã, đã mất rất nhiều thời gian rồi và như vậy thì tất cả những cái này đã đã được làm và qua một năm vừa rồi thì chúng tôi đã hoàn thành cái việc đấy và các bác sĩ của bệnh viện phổi Trung ương cũng đã được tham dự các cái khóa đào tạo cơ bản về cái này và chúng ta đã bắt đầu triển khai cái này tí nữa thì thì uh, uh, bác sĩ nghĩa sẽ giới thiệu những cái kinh nghiệm ban đầu về cái việc ứng dụng này. Và như vậy thì trên cái 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 hệ thống ý của chúng ta tất cả các dữ liệu sẽ được được cập nhật một cách tự động và toàn bộ những cái tư liệu về bệnh nhân, tất cả những cái thuốc mà chúng ta dùng thì đều được nhập một cách rất là nhanh chóng và rất chính xác. Đặc biệt là những cái vấn đề theo dõi bệnh nhân. Đây chính là cái vấn đề mà chúng tôi uh, mong muốn nhất bởi vì thực ra với người gây mê hồi sức, những cái theo dõi này nó là cái sống còn của người bệnh. Bởi thế cho nên là nếu như chúng ta làm được một cách chính xác thì chúng ta sẽ hiểu được người bệnh một cách chính xác hơn và chúng ta có thể ra được các cái quyết định một cách chính xác khi mà bệnh nhân có các cái diễn biến đặc biệt. Bởi thế cái này thì tôi nghĩ là các bác sĩ gây mê hồi sức chúng tôi rất là mong muốn. Và toàn bộ cái hệ thống này nó nó xuất hiện đồng thời trong quá trình làm việc. Bởi thế cho nên chúng tôi hoàn toàn có thể theo dõi. Ví dụ khi khởi mê thì ra làm sao duy trì mê như thế nào và kết thúc cuộc mổ nó ra làm sao tất cả đều có thể được xem xét một cách rất cụ thể và tôi rất thường hay uh, đi dạy sinh viên phải nói là với những cái chỉ số mà một cách sống động như thế này thì chúng ta có thể hiểu được người bệnh hiểu được uh, diễn biến của các cái cuộc mổ một cách dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều bởi thế cho nên đấy là cái. Okay. một phần nữa ở đây thì chúng ta trong hiện nay ở Việt Nam thì đang có tình trạng là các bệnh viện quá tải. Thế thì nếu như mà trên cái hệ thống này chúng ta hoàn toàn có thể biết được các cái phòng mổ của chúng ta hiện nay mức độ như thế nào, hoạt động ở đến đâu đâu và cái phòng mổ nào có thể đưa bệnh nhân vào. Đại khái như thế đều có thể giúp được cho cho cái người uh, trưởng khoa điều hành cái, người, cái cái phòng mổ của mình một cách dễ dàng hơn. Một trong những cái yêu cầu này là cái yêu cầu về vấn đề gây mê hồi sức đây phải nói bước một anh giờ ạ là, là tôi đàm phán thì công ty chỉ đồng ý cho tôi cái phần kia thôi cái phần đầu thôi theo dõi thôi thế nhưng mà tôi cũng phải thuyết phục tôi thuyết phục mãi rằng là thật ra thì nếu mà đưa cái phần theo dõi không ấy thì có thể bây giờ anh em đang dùng một số phần mềm rồi thấy nó cũng thường thường thôi và cái đấy nó cũng có vẻ là cũng có ít nhưng mà thực ra nó chưa lợi ích lắm thế thì tôi mới bảo là riêng cái phần này là cái phần nó rất tiến bộ cái này là cập nhật các cái các cái kiến thức mới về các cái dược động học của các thuốc và ứng với lại các cái chỉ số về theo dõi các chỉ số sinh tồn của người bệnh và nó có thể giúp cho chúng ta biết được thí dụ như là một cái thuốc cho vào thì cái đậm độ ở máu hay là đậm độ ở não là bao nhiêu và cái diễn biến của cái thuốc ấy ở trong cơ thể thí dụ anh muốn cho thêm thuốc thì đến đó thuốc thực sự đã hết hay chưa hoàn toàn là có thể biết được và cái này là cái rất có ích với các bác sĩ gây mê hồi sức phải nói thực sự là đây là một cái phần mà rất là tiến bộ và tôi nghĩ rằng là tôi thuyết phục họ là nếu như cho chúng tôi thì chắc chắn là các bác sĩ game mềm sức sẽ thấy thú vị hơn thích thú hơn dễ sử dụng hơn và có ích lợi hơn và rất may là sau đó công ty uh, neon conden đã đồng ý cho chúng tôi phải nói thực sự là cái chỗ này tôi không biết là giá tiền nó bao nhiêu nhưng chắc là đắt hơn rất nhiều bởi vì cập nhật thêm khá nhiều các cái phần mềm khác vào đây và sau khi đó thì công ty neon đen đã có thể giúp cho chúng ta được rồi tôi lấy thí dụ đây là cái thuốc mê chẳng hạn cho vào đây nhá khi mà chúng ta đang khởi mê đây thế xong đến khi duy trì mê nếu như anh làm tốt thì nó sẽ duy trì cái đậm độ rất là ổn định như thế này tôi nói rằng là không làm sai được ạ nếu như có cái này Trợ giấy có thể chứng minh ngay rằng là đây thuốc chúng tôi đây không thể sai được cái này nếu như có có nghĩa là có cái, cái gì đấy đặc biệt đúng không ạ hay là cái thuốc giảm đau cũng vậy cái thuốc giãn cơ cũng vậy chúng tôi có bằng chứng hẳn hoi và bác sĩ gây mê của chúng tôi có thể dựa vào đây. Thí dụ, đến đây tôi biết là thuốc giãn cơ hết, tôi cho thêm, đúng không ạ? Đấy, hay là thuốc giảm đau tôi vẫn còn, tôi không cần phải cho thêm, bệnh nhân vẫn đang đang giảm đau tốt, đúng không ạ? Thế thì cái này nó chính là cái phần mà rất là đặc biệt, rất là đặc biệt và phải nói là là có được cái phần này rất quan trọng với bác sĩ gây mê hồi sức chúng tôi. Bởi thế cho nên là được cái là bây giờ thì cái phần mềm này đã được cập nhật luôn rồi và như vậy đây là cái bước rất là tiến tôi cũng bao có anh tường là tôi mọc mạch thôi anh cứ bảo là tôi giỏi tôi không giỏi đâu nhưng mà tôi mọc mạch tôi học học mò thì tôi thấy rằng là trong cái công nghệ thông tin với ngành cái mê hồi sức của chúng tôi hiện nay có ba cái giai đoạn giai đoạn một là người ta ghi chép giai đoạn hai là xử lý các thông tin đấy và phục vụ điều trị nhưng mà cái giai đoạn thứ ba trong cái gây mê hồi sức của chúng tôi là cái giai đoạn nó sẽ kết nối toàn bộ nó thành một cái, cái gọi là close loop một cái vòng kín thế thì các cái thông tin này cộng với thông tin bệnh nhân và sau đấy được xử lý trên một cái máy vi tính thì lập tức thậm chí người ta có thể nối vào các cái máy điều trị để nó tự động cho thuốc. Và đây chính là cái vòng tròn kín trong cái mê hồi sức. Mà hiện nay thì có lẽ là Việt Nam chúng ta nếu phát triển được đến mức này là bước thứ hai. Còn sau đấy sẽ là cái bước thứ ba là kết nối nó vào và chúng ta có thể cho thuốc tự động. Thì cái này bác có anh tưởng là riêng về cái gây mê sản khoa hiện nay ở bên Singapore là người ta làm rồi và như vậy hoàn toàn tránh được các cái tai biến cho bệnh nhân sản khoa bởi vì nó cập nhật tự động các cái số liệu này xong đấy máy tính nó lại chỉ huy cái máy tiêm truyền luôn và như vậy có nghĩa là gì cái anh bác sĩ gây mê hồi sức chỉ việc là theo dõi và chỉnh sửa nó thôi và đảm bảo rằng là chắc chắn cái tính an toàn của người bệnh nó sẽ cao lên rất nhiều và chúng ta bước đến bước này có nghĩa là để bước thứ hai trong cái 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 các cái bước công nghệ thông tin của gây mê hồi sức chúng tôi rồi và như vậy có nghĩa là và rất khó đấy, rất khó đấy. Nhưng mà đồng thời nó cũng lại sẽ giúp cho chúng tôi là gì? Giúp cho bác sĩ gây mềm sức hiểu hơn người bệnh. Và giúp cho việc giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học dễ dàng hơn rất nhiều. Và đấy chính là mục tiêu mà chúng tôi rất mong muốn có được trong cái thời gian tới. Hơn nữa, cái hệ thống này nếu như mà được anh Tường đồng ý, Bộ Y tế support, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không chỉ triển khai ở bệnh phổi trung ương, chúng ta có thể triển khai được rất nhiều bệnh viện và kết nối lại với nhau, thậm chí kết nối cả nước lại với nhau trong một cái hệ thống đồng bộ. Thì phải nói là các cái dữ liệu này là rất quý, là rất quý. Và có lẽ trong cái dự án của của Bộ Y tế, của anh Tường, đây chính là mục tiêu lâu dài. Tôi nghĩ đây là mục tiêu lâu dài, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng là là làm cái điều đấy để có thể kết nối được vào cái hệ thống dữ liệu chung của Bộ Y tế cũng như là của cả nước. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phục vụ rất nhiều và đây chính là cái điều mà chúng tôi học được ở cái hội gây mê Nhật Bản. Người ta hoàn toàn có thể nói với tôi là giờ phút mà tôi đang hỏi ấy, là cả nước Nhật Bản có tai biến gây mê nào hay không? Đến mức như thế. Người ta biết ngay lập tức là có tai biến nào hay không? Có vấn đề dùng thuốc, thí dụ thuốc mê người ta dùng chủ yếu là thuốc nào? Thuốc giãn cơ là thuốc nào? Người ta nói luôn với tôi được. Cái điều đấy phải nói quý lắm. Quý lắm, cực kỳ quý luôn. Và chính vì đấy cho nên tôi nghĩ rằng là cái hệ thống này nó sẽ có rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Mà phải nói là với các nhà quản lý thì tôi nghĩ đây là một cái cái phương tiện để mà chúng ta có thể cải tiến được cái công tác quản lý của chúng ta. Bởi thế cho nên là chúng tôi cũng cũng rất là mong muốn phải nói là nếu như có thể đưa được cái này vào thành thành thực tế thì nó sẽ giúp hỗ trợ công việc không chỉ cho bác sĩ gây mê, không chỉ cho điều dưỡng gây mê, không chỉ cho bác sĩ phẫu thuật mà còn giúp cho các nhà quản lý và giúp cho những người giảng dạy đào tạo rất nhiều các cái các cái thông tin hữu hiệu và phải nói là mới nâng cao được chất lượng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt là trong gây mê hồi sức của chúng tôi và chúng tôi rất hy vọng là những cái này nó sẽ được 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 tiêu chuẩn hóa và đưa những cái này vào được áp dụng một cách rộng rãi hơn thì chúng ta sẽ có được hiệu quả to lớn hơn rất nhiều tất nhiên đây cũng chỉ là bước đầu thôi chúng tôi xác định đây là bước đầu tiên và nếu như được sự ủng hộ của bộ y tế được sự ủng hộ của lãnh đạo các bệnh viện và đặc biệt là được sự giúp đỡ của giáo sư Che cũng như là của ủng hộ của công ty neon condem thì chúng ta có thể triển khai được cái, cái hệ thống này chúng tôi cũng đã uh, tiếp cận nói chuyện chiều nay thì chúng tôi sẽ, sẽ cũng lại tổ chức cái hội thảo này ở trường đại học y hà nội và hôm trước đã nói chuyện với bệnh viện bạch mai và các bệnh viện đều rất sẵn sàng uh, áp dụng cái hệ thống này thì tôi hy vọng rằng là nó có thể đem lại một cái lợi ích uh, thực tế cho chúng ta và uh, rất cảm ơn là các uh, quý vị đại biểu đã đến đây thực ra hôm nay thì anh nhung anh không có nhà tôi rất muốn cảm ơn anh nhung và ban giám đốc của bệnh viện phổi trung ương phải nói là rất dũng cảm và rất là tích cực nhanh chóng đã giúp cho chúng tôi có thể đưa được cái hệ thống này thành hiện thực và bắt đầu áp dụng ở bệnh viện phổi trung ương thì cũng mong rằng là sẽ có những cái kết quả tốt hơn và rất là cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ chu văn tường phải nói anh tường thì rất là bận nhưng mà cũng rất là nhiệt tình với chúng tôi với gây mê hồi sức cũng như là sự phát triển chung của của toàn ngành chúng tôi và anh đã đến để tham dự chúng tôi và và rất là cảm ơn bệnh viện phổi trung ương đã tổ chức cái hội thảo này thực ra thì không phải chỉ hội thảo này mà tất cả những cái công việc mà có liên quan đến cái cái vấn đề này thì phải nói khi nào tôi gọi cái là anh nhung anh lượng đều nói rằng là chúng tôi sẵn sàng ngay anh diện hôm qua ba bốn lần gọi tôi để chỉ tổ chức cái hội nghị này thôi để cho nó thành công phải nói là cái sự nhiệt tình của anh em rất là tốt và cảm ơn rất nhiều các đại biểu đã đến từ rất là xa xin chân thành cảm ơn và cảm kính chúc sức khỏe của tất cả các anh chị